Sáng ngày 30 tháng 9, huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị công bố và trao các nghị quyết quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tại hội nghị, huyện ủy Đông Anh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về việc cán bộ nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1963, được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Công bố các nghị quyết quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Theo đó, đồng chí Phạm Trọng La, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1975, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện, giữ chức vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Chỉ định giữ chức vụ bí thư chi bộ ban tổ chức huyện ủy nhiệm kỳ 2023-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thiềng, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1977, huyện ủy viên, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo huyện ủy để bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Chỉ định giữ chức vụ bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy, nhiệm kỳ 2023-2025. Tại hội nghị, Ban tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định về việc thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Công Hiền, huyện ủy viên, phó giám đốc trung tâm chính trị huyện, đồng chí Trần Thế Tuấn, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Dục Tú và công bố quyết định về việc chỉ định tham gia làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Đình Ngọc, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1979, bí thư chi bộ, chánh văn phòng huyện ủy Đông Anh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1972, phó trưởng ban tổ chức huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1982, bí thư đảng ủy, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Tại hội nghị, huyện ủy cũng đã công bố kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, diện ban thường vụ huyện ủy quản lý đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy trong suốt những năm qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ mới và đề nghị cán bộ được bổ nhiệm phân công phải tiếp tục nỗ lực học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, linh hoạt, khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn hết mình trong công tác, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết cùng tập thể cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.